Chào mừng anh em đã quay trở lại với Laptop AZ và mình Anh nhé. Nếu mà các bạn đang tìm một mẫu sản phẩm Ultrabook hiệu năng cao nhưng mà vẫn phải giữ được cái thân hình mỏng, gọn và nhẹ, và kèm theo đấy thì trải nghiệm lại không thua kém gì một cái mẫu sản phẩm tương tự như thế, đó chính là MacBook Air, thì mình sẽ xin giới thiệu cho anh em chiếc ThinkBook XAI của phiên bản 2024. Đây là một cái mẫu sản phẩm sẽ làm hài lòng tất cả những ai mà kể cả khó tính nhất, và nó bao gồm tất cả những cái điểm nổi bật để có thể so sánh được và thậm chí xoán ngôi của MacBook Air ở trên những cái mẫu sản phẩm Ultrabook hiệu mỏng nhẹ, hiệu năng cao luôn. Vậy thì hãy cùng mình tìm hiểu xem chiếc máy này có gì đặc biệt ngay sau intro nhé. Và như thường lệ thì link sản phẩm mình sẽ để phần mô tả, anh em có thể kéo xuống click vào và tham khảo về tầm giá của chiếc máy này. Kèm theo đấy là một cái link chương trình khuyến mãi nữa, thì cũng có thể là giúp cho anh em có thể sở hữu được những cái mẫu máy khác tốt hơn trong cái tầm giá hợp với ví tiền bản thân. Quay trở lại với vấn đề của chúng ta ngày hôm nay, đó chính là ThinkBook XAI 2024. Vậy thì có những cái điểm gì ấn tượng mà khiến cho mình phải nói rằng nó hơn hẳn một chiếc MacBook Air? Thì lần đầu tiên mình chạm vào chiếc máy này đem lại một cái ấn tượng rất bất ngờ về cân nặng, khi mà chiếc máy này chỉ có 1,1kg thôi, cùng chất liệu với cả MacBook Air, nhưng MacBook Air lên tới là 1,2kg. Vậy thì cái điều này sẽ khẳng định một cái vấn đề, đó chính là mẫu sản phẩm này có một cái độ gia công rất là tốt, có thể sánh ngang với cả những người anh em cao cấp hơn như kiểu Dell XPS hoặc thậm chí là xoán ngôi với MacBook Air cái độ mỏng nhẹ cũng như là cân nặng luôn. Nói về độ hoàn thiện thì không thể nào không kể đến những cái yếu tố khác đi kèm, đó chính là chất lượng bản lề cũng như là những cái phần bo góc của chiếc máy này. Về bản lề thì mình thấy rằng với cái việc gập mở mình, nó rất là mượt mà và chắc chắn, đem lại cho mình cảm giác nó cực kỳ thoải mái khi mà sử dụng luôn. Gõ phím nó không hề có một cái độ rung nào cả, kèm theo đấy là những cái đường bo góc phía bên cạnh máy này mình sờ vào nó rất là mịn và khiến cho mình thấy rằng cầm nó rất là đầm tay, nó rất là sướng và tạo một cái cảm giác rất là thoải mái khi anh em di chuyển hay thậm chí đặt vào những cái chiếc ba lô để mang đi làm công việc. Tiếp theo sau đây thì sẽ là một cái điểm ấn tượng mình muốn liệt kê về cái mẫu sản phẩm ThinkBook XAI phiên bản 2024, nó chính là ngôn ngữ thiết kế. Và mình có thể khẳng định luôn, đây là một cái mẫu sản phẩm hoàn thiện nhất cũng như là toàn diện nhất mà Lenovo đã từng làm ra trong cái giải sản phẩm Ultrabook. Thì tại sao lại nói như thế? Anh em ngó lên trên cao, chúng ta sẽ có cái dòng sản phẩm laptop doanh nhân cao cấp, đó chính là ThinkPad của Lenovo này. Tiếp theo đến thì ở phía bên dưới dành cho những người trẻ hơn, có một cái ngôn ngữ thiết kế trẻ trung hơn, đó chính là IdeaPad 5 Pro, hay là có một vài cái mẫu tên là CLSyn Pro. Thì chiếc ThinkBook X này nó sở hữu cả hai những cái yếu tố đấy. Chất lượng hoàn thiện về cao cấp thì mình đã liệt kê ở phía trên rồi. Kèm theo đấy thì cái ngôn ngữ thiết kế trên một cái nền màu sắc, đó chính là xám bạc, nó tạo một cái nét trẻ trung này mà lại không kém phần trang trọng. Kèm theo đấy thì cái nét lịch sự cũng sẽ có ở đây mà lại không tạo ra những cái cảm giác nhàm chán khi mà sử dụng. Một chiếc máy hoàn hảo quá thì lại không có gì để chê được không ạ? Vậy thì mình sẽ chê chiếc máy này cho anh em xem ngay tại đây luôn. Bởi vì ThinkBook XAI phiên bản 2024 là một mẫu sản phẩm thiên hướng mỏng, gọn và nhẹ. Thì có một cái điểm yếu chí mạng mà những cái mẫu sản phẩm như vậy đều có, đó chính là sự hạn chế về cổng kết nối. Ví dụ như trên chiếc ThinkBook XAI phiên bản 2024 này thì phía bên trái chúng ta sẽ chỉ có một cổng USB-C, Power Delivery có, DisplayPort có, và theo chuẩn kết nối đó chính là Thunderbolt 4 của Intel. Kèm theo đấy là một jack nghe tai nghe 3.5. Phía bên phải thì chúng ta vẫn sẽ có thêm một cổng USB-C nữa và tận hai cổng luôn, đều là Thunderbolt 4 và những cái chuẩn kết nối tương tự như ở cổng phía bên trái. Thêm một cái gạt che cam và chiếc camera này sẽ tích hợp Face ID cho anh em, và cái nút nguồn có đi kèm đó chính là bảo mật vân tay. Ngoài ra thì thường chúng ta sẽ thấy rằng những cái mẫu sản phẩm như này sẽ thêm một cái khe mini SD hoặc là khe SD full size nữa, nhưng mà ở ThinkBook XAI thì chưa có. Và đây là một trong những cái điểm yếu mà mình có thể chê được về những cái liên quan đến cái nhìn tổng quan của chiếc ThinkBook XAI 2024. Thì đặt trên cái thước đo của độ hoàn hảo, chiếc máy này vẫn thiếu một chút. Nhưng mà nếu mà nói rằng nó có đủ để xoán ngôi MacBook Air ở trong cái tầm giá này không, thì câu trả lời mình là có. Bởi vì mình không biết chê vào đâu nữa ngoại trừ cái việc điểm yếu cố hữu của dòng mỏng nhẹ, cổng kết nối thôi. Còn lại thì tất cả những yếu tố liên quan đến chất lượng hoàn thiện và thiết kế thì nó đều là nhất rồi. Và một trong những cái yếu tố mình cũng rất thích khi mà sử dụng ở trên chiếc ThinkBook XAI phiên bản 2024, đó chính là về phần màn hình. Chỉ với tấm nền là IPS thôi, nhưng mà chiếc máy này sẽ sở hữu cái độ phân giải lên tới là 2.8K và tần số quét là 120Hz. Kèm theo đấy thì chúng ta sẽ có cái phần thông số rất là tốt, 97% sRGB, 72% Adobe RGB và 72% DCI-P3.
độ sáng là 532 nit kèm theo độ tương phản đó chính là 1300 chia cho 1 và cuối cùng delta E là 0.97. Vậy thì đây là một cái màn hình mà gần như có thể đáp ứng mọi cái nhu cầu liên quan đến sử dụng màu sắc, kèm theo độ phân giải rất là cao khiến cho những cái không gian nhìn nó rất là sắc nét và mượt mà, với tần số quét nữa đó chính là 120Hz và anh em có thể điều chỉnh thoải mái ở trong phần cài đặt. Vậy thì sở hữu một chiếc màn hình rất phù hợp với những ai mà cần cái nhu cầu làm việc đồ họa này, cũng như là một cái chất lượng nhìn về giải trí, xem video nghe nhạc rất là tốt. Để tối ưu cái phần này, chúng ta sẽ có một cấu hình tốt hơn nữa, đó chính là Core Ultra 9 185Hz. Kèm theo đấy đó chính là các đồ họa tích hợp ARC Graphics đã được nâng cấp của nhà Intel. Kèm theo nữa đó chính là 32GB DDR5, lên tới cái boost đó chính là 8400MHz và có sẵn là 1TB SSD. Và khe SSD này có thể thay thế nha anh em nhé. Vậy thì với những cái trải nghiệm của mình, cấu hình này mà nhìn sang MacBook Air thôi, trong cái tầm giá của nó chúng ta sẽ chỉ có 8GB và 512GB SSD. Vậy thì với cái cấu hình như này thì mình sẽ có thể có những cái trải nghiệm như nào? Và mình đảm bảo với anh em luôn, tất cả những cái liên quan đến bộ phần mềm của Adobe, ví dụ như Lightroom hay là Premiere Pro, mình sử dụng đều rất là mượt mà và khi mình không cắm sạc luôn. Kèm theo đấy thì những cái yếu tố phụ về những cái nhu cầu khác như kiểu là bộ ứng dụng của AutoCAD này, hay là những cái vấn đề liên quan đến sử dụng văn phòng bình thường thôi, Word, Excel, thì mình cho ra một cái trải nghiệm rất là tốt. Với một cái mức hiệu năng như vậy thì khi mà sử dụng pin chúng ta sẽ có thời lượng như thế nào? Thì với cái ứng dụng đó chính là Lightroom đi, mình có test và sử dụng một cái phần mềm nữa đó chính là BatteryMon để đo cái thời lượng tối đa mình có thể sử dụng, thì trên cái thông số chúng ta sẽ có đó chính là 7 tiếng sử dụng liên tục, và đây là một con số không hề nhỏ với một cái mẫu sản phẩm sở hữu lên tới là Core Ultra 9. Ở phía trên thì mình cũng quảng cáo một cái card đồ họa cũng rất là tốt rồi, đó chính là ARC Graphics làm đồ họa ngon kèm theo màn hình đẹp. Vậy thì chơi như một số những cái tựa game đơn giản như kiểu Liên Minh Huyền Thoại thì sẽ có thông số như thế nào? Mình thấy rằng nó ổn với cái mức setting là trung bình và độ phân giải là 2K. Vậy thì đá thêm sang một số những tựa game 3A như kiểu là Cyberpunk 2077, mức setting là thấp nhất và độ phân giải là Full HD, thì mình thấy rằng cái hiệu năng cho ra là không hề ấn tượng lắm. Và kèm theo một cái vấn đề nữa, khi mà chơi trên những cái mẫu sản phẩm mỏng nhẹ như này thì sẽ có một cái khu vực nhỏ của bàn phím, hay là nói thẳng ra là toàn bộ cái phần thân máy đấy, nó sẽ hơi nóng và ảnh hưởng đến cái trải nghiệm sử dụng lâu dài của anh em trên những cái mẫu sản phẩm mỏng nhẹ như thế này. Vậy nên chúng ta có thể cân nhắc cái việc hạn chế chơi game ở trên những cái mẫu sản phẩm như ThinkBook X AI 2024. Và cuối cùng mình sẽ điểm thêm một vài yếu tố khác cũng được Lenovo chăm chút rất là tốt ở trên cái vấn đề liên quan đến trải nghiệm sử dụng. Đầu tiên thì chiếc máy này sẽ có một bộ bàn phím có hành trình phím không quá là sâu, nhưng mà bù lại chúng ta sẽ có cái keycap với layout rất là to và rộng. Kèm theo đấy những cái phím function nó cũng được bố trí rất là hợp lý và được thiết kế kèm theo cái phím Copilot cũng rất là to để có thể trải nghiệm những cái tính năng AI trên ThinkBook X này. Và phần thứ hai mình muốn nhắc đến đó chính là touch swap được xếp ngay ngắn ở chính giữa với một cái tiết diện rất là to, và cái vấn đề khi mà đặt ở phía bên giữa này, trong những cái trải nghiệm liên quan đến gõ phím của mình thì gần như cái cổ tay mình sẽ không thể nào mà chạm được touch swap gây ảnh hưởng đến quá trình sử dụng được, và cái chất liệu làm bằng kim loại nữa kèm theo một cái lớp phủ nhám nhẹ khiến cho những cái trải nghiệm liên quan đến độ phản hồi và những cái thao tác nó cũng rất là mượt mà ở trên những cái touch swap như thế này. Và đây là phía bên trong của chiếc ThinkBook X AI phiên bản 2024. Thì như mình lật lên anh em có thể thấy ở đây, pin ở đây thì không có, nó đã được gắn lên trên này rồi với 4 cell. Và dung lượng pin thì sau đây mình sẽ nói kỹ hơn, đó chính là 75Wh. Và thời lượng sử dụng pin thì mình sẽ nói về phần trải nghiệm hiệu năng. Và khi mà tháo máy thì anh em chú ý một chút, đó chính là nó có dây cáp pin này và nối bằng hai viên ốc nhỏ nhỏ ở đây. Nếu không cẩn thận thì chúng ta có thể ảnh hưởng đến cái dây cáp pin này. Tiếp theo đến thì về khả năng nâng cấp thì như mình đã nói rồi, một cái mẫu laptop Ultrabook mỏng nhẹ thì thường sẽ không có khả năng nâng cấp về RAM, và chúng ta sẽ có một cái để nâng cấp SSD ở đây, nó là SSD ngắn thôi, không phải SSD 2280 dài bình thường. Và cuối cùng với hiệu năng cao chúng ta sẽ có hai quạt tản nhiệt khá là lớn ở đây để có thể đảm bảo cho phần hiệu năng của chiếc máy này được chạy ổn định. Và đó toàn bộ những gì mình muốn chia sẻ về mẫu ThinkBook X AI 2024. Mình nghĩ rằng sau những cái chia sẻ này của mình thì không ai muốn mua MacBook nữa đâu, bởi vì MacBook có màn hình đẹp đúng không ạ? Chiếc ThinkBook X này cũng có bàn phím layout to và trải nghiệm phản hồi cũng rất là tốt. Chiếc ThinkBook X này cũng có luôn touchpad, có những cái yếu tố liên quan đến phần chất liệu và trải nghiệm phản hồi. ThinkBook X cũng có luôn, tất cả mọi thứ MacBook có ThinkBook X đều có, và thậm chí là còn hơn. Bởi vì sao ạ? Với cấu hình đó chính là Core Ultra 9 thì nó có thể chơi game nữa cơ, mà đây là cái điều mà MacBook hiện tại vẫn chưa thể nào mà tối ưu được. Và cảm ơn anh em đã xem đến tới đây của video. Đó là toàn bộ những gì mình muốn chia sẻ với mẫu sản phẩm ThinkBook X AI 2024. Nếu anh em thấy video này có ích, hãy để lại một like, một share, một subscribe kênh Laptop AZ. Và mình là Ninh nhé, hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Bye bye.